rồi, gặp biết đặt bà rồi. Má ơi má. Má. Má ơi cho con hỏi thăm. Cô sống gần đây hả? Có phải con đường này vô biệt thự Quang không cô? Rồi, gặp điếc lát cô nương rồi. Vô duyên. Biết được là người ta có điếc hay không? Nhỡ đâu nghe được, nhưng mà bị câm thì làm sao? Vô duyên hơn nữa. Lỡ người ta vừa câm vừa điếc thì sao? Nói gì tự ái người ta. À, hay, cái này nè. Ở đâu vậy? Biết không? Cái này nè. Cảm ơn nha. Có đâu nha. Coi chừng. Có. Có. Mà có cái gì? Có đâu nha.